liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can có liên quan, gồm Nguyễn Thế Hùng, nguyên giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, Lê Huy Hoàng, phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, Cao Xuân Hiệp, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn. Theo đó, Nguyễn Thế Hùng và Cao Xuân Hiệp bị khởi tố điều tra về tội nhận hối lộ, Lê Huy Hoàng bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy tính đến nay, liên quan đến vụ án xảy ra tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sơn Sơn, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với 26 đối tượng về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đây là vụ án tham nhũng có số lượng đối tượng bị khởi tố nhiều nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thanh hóa hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án